đây là vô mực to nè, này 1 ký 8 con, vô mực này là ăn là ngọt liệm thơm lắm luôn, chứ không có giống như là khô mực ở bên ngoài của người ta đâu nha. Cái này là khô mực Phú Quốc mà người ta đánh bắt tự nhiên á, tao phơi trên ghe luôn á. Còn cái loại này là 12 đến 14 con 1 ký. Còn cái này là tôm khô, cũng là tôm khô, là tôm chì biển, ngon lắm luôn đó. Cái này mình ăn sống rất là ngon, ăn sống ngọt ngay à. Cái này là loại 2 đó, loại 2 mà con đã to về rồi.